Vâng, tôi xin cảm ơn. Câu số 8. Tại sao nói tu là từ chối nhân quả gia đình? Tôi là Thiện Gia Thị Dung, thành viên ban giải đáp. Xin trả lời câu hỏi thứ 8 của chị Ngân Thị Thủy ở thành phố Cao Bằng. Chị phải biết rằng trái đất này là trái đất sinh ra nhân quả. Bất cứ ở đâu trên trái đất này cũng đều bị nhân quả hết. Ví như ở trong gia đình thì chị phải theo nhân quả của gia đình. Còn đối với người đi tu thì phải theo nhân quả của người tu. Vì vậy người tu là phải theo nhân quả của người tu, không theo nhân quả của gia đình được. Xin mời chị Thủy hỏi tiếp theo ạ.